trong một dự án cải tạo tầng hầm. Chủ nhà ở gần Paris bất ngờ phát hiện ra một bộ xương. Phát hiện này đã dẫn đến việc khai quật một nghĩa trang chôn cất hàng chục người, trong đó có một số người có niên đại lên đến 1.700 năm trước, tức là thời đại La Mã. Sự tồn tại của những ngôi mộ này thậm chí còn lâu đời hơn thời Trung Cổ là điều bất ngờ, theo một tuyên bố từ công ty khảo cổ học Pháp. Công ty đang tiến hành các cuộc khai quật thay mặt cho chính quyền khu vực. Những ngôi mộ thời Trung Cổ đã được tìm thấy trước đó, nhưng không có dấu vết nào của nhà Nguyện hay đền thờ. Đây là lần đầu tiên nghĩa trang của nhà Nguyện được nghiên cứu. Mặc dù tầm hầm này bao gồm một số mỏm đá nhô ra, hầu hết các ngôi mộ được sắp xếp thành hàng song song. Những người chết từ thời La Mã đã được chôn nằm ngửa trong các khu vực bằng gỗ đã mục nát từ lâu. Nhưng 10 người chết trong các ngôi mộ Merovingian được chôn trong các quan tài thạch cao đặc biệt, được sắp xếp cạnh nhau theo hình quạt. Một chút cách ban đầu được phủ bằng một khối đá hình, giờ đã thành từng mảnh, có vẻ như có hai cây thánh giá được khắc trên bề mặt. Các nhà khảo cổ học cho biết, những họa tiết như vậy rất phổ biến trên các chiếc quách thời Merovingian, cũng như những nơi thờ cúng bên ngoài cửa Cô Đốc giáo vào thời điểm này. Tuổi của những ngôi mộ cổ nhất cho thấy rằng con người đã được chôn cất tại địa điểm này từ rất lâu trước khi nhà Nguyện thời Trung Cổ được xây dựng ở đó. Các bộ xương trong mộ sẽ được phân tích trong phòng thí nghiệm. Các nhà khảo cổ hy vọng sẽ xác định được giới tính và độ tuổi của những người được chôn cất và bất kỳ dấu hiệu nào về điều kiện sống của họ, chẳng hạn như sức khỏe của họ khi chết và chế độ ăn uống chung của họ. Hiện chiều cao trung bình của nam giới Việt là 168,1 cm và chiều cao nữ giới thì khoảng 156,2 cm. Trong khi đó, chiều cao trung bình trên thế giới là 176,1 cm đối với nam và 163,1 cm đối với nữ. Thông tin trên mới được đưa ra tại Hội thảo Quốc tế Dinh dưỡng Người Việt lần 2 do Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế tổ chức mới đây. Cụ thể, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi, béo phì và thiếu vi chất dinh dưỡng đang cùng tồn tại. Điều tra toàn quốc năm 2023 cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam là 18,2%, tương đương cứ 100 trẻ lại có 18,2 trẻ thấp còi. Tỷ lệ này cao hơn ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc là 24,8%, Tây Nguyên là 25,9%. Trong khi đó, tỷ lệ béo phì, thừa cân ở nhóm từ 5 đến 19 tuổi tăng gấp hơn 2 lần sau 10 năm, từ 8,5% vào năm 2010 lên đến 19% vào năm 2020. Theo các chuyên gia, chiều cao trung bình của người Việt đang được cải thiện, nhưng người Việt vẫn thấp bé, nhẹ cân so với thế giới. Hiện chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam là 168,1 cm và chiều cao nữ giới khoảng 156,2 cm, tăng 3,6% so với nam và 1,4% với nữ so với 10 năm trước. Tuy nhiên, so với chiều cao trung bình trên thế giới, hiện là 176,1 cm đối với nam và 163,1 cm đối với nữ, người Việt vẫn thấp bé. Theo Phó Giáo sư Dương, khoảng 86% chiều cao tối đa của con người đạt được trong độ tuổi dưới 12 tuổi. Vì thế, dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, tiếp đến giai đoạn học đường là vô cùng quan trọng, quyết định sự phát triển tối đa tầm vóc, thể lực và trí lực của con người. Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân và các đơn vị liên quan về dự thảo quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Theo đề xuất mới, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật của phẫu thuật viên, người phụ mổ, gây mê, hồi sức đều gia tăng hơn 2 lần so với quy định hiện hành. Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế, mức phụ cấp người lao động tham gia ca trực 24 giờ của bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt sẽ tăng thêm 210.000 đồng. Phẫu thuật viên chính ca mổ đặc biệt hưởng phụ cấp 790.000 đồng, gấp 2,8 lần so với hiện nay. Lãnh đạo một số bệnh viện cho biết chế độ phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật được thực hiện hơn 10 năm trước, hiện không còn phù hợp. Đơn cử, một ca mổ đặc biệt thường kéo dài từ 4 tới 6 giờ, thậm chí có ca từ 8 đến 10 giờ như phẫu thuật tim, ghép tạng, vẫn chỉ nhận được mức phụ cấp 280.000 đồng một ca cho phẫu thuật viên chính. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2022, cả nước có gần 10.000 nhân viên y tế nghỉ việc, trong đó nhiều nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng. Một trong những nguyên nhân khiến họ nghỉ việc là do áp lực kinh tế trong khi thu nhập thấp. Sau giải chạy đêm ở Thành phố Hồ Chí Minh, ba vận động viên phải nhập viện với chẩn đoán là ngất do gắng sức. Bệnh nhân gồm hai nam có độ tuổi lần lượt là 46 và 38 và một nữ 19 tuổi. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, sau khi được thăm khám và điều trị, cả ba người đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định. Các bệnh nhân đang được theo dõi sát tại các khoa cấp cứu. Liên quan đến tình trạng ngất do gắng sức,
Các bác sĩ cho biết một số người bên ngoài trông rất khỏe mạnh nhưng có thể hệ tim mạch đang có vấn đề tiềm ẩn chưa phát hiện ra như hội chứng rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim phì đại. Chỉ đến khi gắng sức, nhịp tim đập nhanh hơn, những bệnh nhân này mới bắt đầu xuất hiện, gây ngưng tim đột ngột. Các bác sĩ cũng khẳng định việc chạy bộ hay tập thể dục thể thao đúng cách có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, khi mọi người tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, lưu ý nên tập luyện nhẹ nhàng rồi tăng dần với cường độ từ từ, không nên làm quá sức ngay một lúc sẽ rất dễ đi vào cơ vân. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận ấn vàng triều Nguyễn Hoàng đế Chi Bảo là bảo vật quốc gia. Đây là cổ vật độc đáo được một nhà sưu tập ở Bắc Ninh khổ công đem về từ Pháp sau quá trình đàm phán phức tạp và bỏ ra một số tiền lớn. Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh. Ấn cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8 x 13,7 cm. Đế ấn in dòng chữ Hoàng đế Chi Bảo, báu vật của Hoàng đế. Đại diện Cục Di sản Văn hóa chia sẻ, bên cạnh giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc. Đây là biểu trưng của quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng cho sự chuyển giao từ chế độ quân chủ hơn nghìn năm sang nền dân chủ của nhân dân Việt Nam. Năm 2021, sau nhiều năm được gia đình vợ cũ của cựu Hoàng đế Bảo Đại cất giữ, ấn vàng được đưa ra đấu giá. Ngày 18 tháng 11 năm 2023, ấn vàng chính thức được hồi hương sau hơn một năm đàm phán, thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan giữa các đối tác Việt Nam và Pháp. Doanh nhân Nguyễn Thế Hồng, người sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, là người đã chi 6,1 triệu euro, tương đương 153 tỷ đồng mua ấn, dưới sự bảo trợ của chính phủ và các bộ ngành cơ quan Việt Nam. Cuộc thi Gia đình đọc sách, phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức là một trong những điểm nhấn trong hoạt động thư viện ở Hà Nội nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Được triển khai từ tháng 7, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các gia đình trên địa bàn thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Cuộc sống 24 giờ. Đã có 74 gia đình tiêu biểu của 22 quận, huyện, thị xã gửi video clip tham gia cuộc thi cấp thành phố. Nhiều video đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem với sự đầu tư công phu cả về hình thức lẫn nội dung, lựa chọn được những cuốn sách hay, ý nghĩa cùng lối trình diễn cuốn hút kết hợp hài hòa giữa các thế hệ, các thành viên trong gia đình. Cuộc thi này thì đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức với một cái quy mô toàn thành phố và một cái ý nghĩa nó cũng khác các cái cuộc thi trước. Ví dụ như là trước đây thì đã có cái cuộc thi về đại sứ văn hóa đọc và tuyên truyền giới thiệu sách của thiếu nhi. Tuy nhiên là đây là một cái hình thức mới là gia đình, một tập thể gia đình cùng chung tay để đọc sách và xây dựng tủ sách cơ sở. Vì trong cái thời đại bùng nổ thông tin như giai đoạn hiện nay, rất nhiều trẻ không được gia đình, ông bà, bố mẹ hướng cho, tuyên truyền và giáo dục cho để có được một cái nếp đọc sách từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Cho nên là trẻ nó sẽ bị thiếu hụt rất là lớn về một cái mặt tinh thần rất quan trọng để hình thành nhân cách. Bởi vì văn hóa đọc là một cái điều rất là tốt đẹp và không thể thiếu. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 30 gia đình, gồm một giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 20 giải khuyến khích. Trong đó giải nhất thuộc về gia đình em Nguyễn Nhã Linh. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi bài dự thi của con đã đạt giải. Và con rất vui vì cả gia đình đã đồng hành cùng con góp mặt trong bài dự thi của con. Là một học sinh thì khi mà đọc nhiều sách thì mình sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích và sau này mình trở thành một công dân có ích. Con xin cảm ơn ạ. Con có giới thiệu một cuốn sách là Suốt đời học Bác. Và cuốn sách đấy nói về những phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ và chúng ta cần phải học theo ạ. Xây dựng một tủ sách gia đình giúp cho con em có thói quen đọc sách từ nhỏ và đọc sách rất tốt cho mở mang tri thức ạ. Đây là một cơ hội tốt để cho cả gia đình của chúng tôi được đồng hành cùng với cả bé Nguyễn Nhã Linh là con gái của tôi tham gia vào một cuộc thi chia sẻ về một văn hóa, một nét văn hóa rất là đẹp. Đó chính là văn hóa đọc sách, lan tỏa về giá trị của việc đọc sách cũng như là có cơ hội để cả gia đình cùng nhau đoàn kết với nhau.
Văn hóa đọc không chỉ trực tiếp thể hiện trình độ dân trí nền tảng cơ bản của một quốc gia, mà còn mang ý nghĩa to lớn về tầm hiểu biết của con người trong thời đại hội nhập. Trong đó, gia đình là nền tảng, là môi trường tốt nhất gieo tình yêu sách đối với trẻ nhỏ.